Cảm ơn thầy rất là nhiều. Cộng đoàn có muốn thầy hát một bài không? Nghe nói thầy hát hay lắm. Rồi xin mời thầy. Cộng đoàn rất là khích lệ, muốn mong muốn nghe giọng ca vàng của thầy Lê Thùy Phủ Đức Anh. Dạ vâng, cho con xin gửi đến cộng đoàn một đoạn nhỏ trong ca khúc Cảm Mến Ân Tình. Dạ vâng, con cảm thấy run quá. Vâng. Và chắc chắn là như Đức Thánh Cha Francisco thì ngài có nói đó là ở đâu có tu sĩ ở đấy có niềm vui, và tất cả anh chị em chúng con đang hiện diện ở nơi đây đều cảm nghiệm được ân tình của Chúa. Và sau đây thì con xin gửi đến quý cộng đoàn một đoạn của ca khúc Cảm Mến Ân Tình. Ngày ấy xa xưa, con chập chững những bước đi đầu tiên, ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên. Rồi tháng năm trôi, con thành người rời gọn chân cha, con vào đời tìm bóng Giêsu, ngài gọi con dấn thân cho ngài. Con vẫn nhớ lời ương sau đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấm con ngày đêm, ngài ấm con bằng ân thiêng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát ngàn khúc ca tạ ơn, bài ca cảm mến nguyện chẳng khi nào quên. Dù con bần xứng nhưng ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con. Dù con bần xứng nhưng ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con. Vâng, xin cảm ơn thầy rất là nhiều.